Đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay chơi với khung thành là thủ môn Đặng Văn Lâm. Các hậu vệ gồm có Phan Tuấn Tài. Còn trên màn hình của chúng ta đang là 11 cầu thủ đá chính của đội tuyển Singapore ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ vào sân bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay trước Singapore, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cho cao trò của mình chơi với sơ đồ 3-4-3 và chơi tấn công áp đặt. Tại AFF Cup sắp tới thì rất có thể là đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phải những đối thủ mà có cách chơi phòng ngự rất khó chịu. Vì thế chúng ta sẽ cần phải rèn rũa những miếng đánh để tấn công. Đang thấy ba trung vệ quen thuộc là Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh. Mang bằng đội trưởng của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay đều là những cầu thủ ở hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng và bên phía đội tuyển Singapore là trung vệ Haris Harun. Đây là Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng ngày hôm nay là những cầu thủ lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuấn Tài đã có một mùa giải rất đáng nhớ tại V-League. Và bây giờ là cú đá của Văn Quyết. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống có lẽ Văn Quyết đã thực hiện một tình huống đá phạt góc, bóng xoáy thẳng vào trong khung thành của thủ môn đối phương. Ngày hôm nay Văn Quyết chắc chắn sẽ là một nhân tố rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Chân giữ khung thành của đội tuyển Singapore trận đấu ngày hôm nay là thủ môn Kikyu Hasasani. Mang tới Việt Nam lần này, huấn luyện viên Takayuki còn có hai thủ môn dự bị khác, đó là thủ thành báo số 1 Jaifun Nizam và thủ thành báo số 30 Mukudun Maran. Không khó đối với Đặng Văn Lâm với những tình huống bóng dài như vừa rồi. Chúng ta đang nhập cuộc khá chậm rãi và chắc chắn. Tuấn Tài. Đường truyền của Tuấn Tài cho Nhâm Mạnh Dũng. Những người đồng đội với nhau ở câu lạc bộ Viettel. Và chắc chắn là ngày hôm nay thì những quả tạt của Tuấn Tài sẽ thường xuyên hướng đến Nhâm Mạnh Dũng, đặc biệt là những tình huống tạt bóng bổng. Đây có lẽ sẽ là một miếng đánh mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải sử dụng nhiều nhờ sự ăn ý của bộ đôi này. Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam đang có khá nhiều những hướng tấn công với những cầu thủ có lối chơi đa dạng như Văn Quyết, Tuấn Anh hay Châu Ngọc Quang, thì hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có nhiều phương án để triển khai. Đặc biệt khi chúng ta sở hữu những trung phong như Nhâm Mạnh Dũng có khả năng ghi bàn khá đa dạng. Nhâm Mạnh Dũng có khả năng sút bóng tốt và khả năng dứt điểm bằng đầu cũng tốt. Vì thế chúng ta có nhiều phương án để tiếp cận khung thành của đối thủ. Đây là câu trả lời của Singapore. Không khó. Tuấn Tài đã lấy bóng. Chưa phải là một cú tạt ngay. Đó là một quyết định hợp lý khi mà Nhân Mạnh Dũng chưa vào một tư thế sẵn sàng. Tuấn Tài đang cho thấy sự tự tin ở lần đầu tiên được lên tuyển của mình. Pha xử lý rất chắc chắn của Văn Quyết. Cơ hội. Dứt điểm. Đó là cú sút ngoài vòng cấm không thành công của Châu Ngọc Quang. Bùi Hoàng Việt Anh. Trong số 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam thì Trần Đình Trọng là người đá ở vị trí trung tâm.
Vị trí trung vệ lệch phải thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh và trung vệ lệch trái thuộc về đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Với Hồ Tấn Tài bên cánh phải thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thêm những phương án tấn công ở bên cánh phải. Đã không ít lần Tấn Tài đã cho thấy khả năng tạo đột biến của mình ở những tình huống lên tham gia tấn công ở bên cánh phải. Có thể nói đội tuyển Việt Nam lúc này đang có khá nhiều những phương án tấn công ở cả hai biên lẫn trung lộ. Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ có vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa để làm cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công. Một điều quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi trong trận đấu này đó chính là chúng ta cần kiểm nghiệm xem khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của đội hình này hoạt động hiệu quả đến đâu. Với huấn luyện viên Park Hang-seo thì cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều rất quan trọng, nên ông luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng hỗ trợ phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam lúc này với lực lượng nòng cốt là những đội bóng đang có phong độ cao tại V-League như câu lạc bộ Hà Nội, Topland Bình Định và Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Đội tuyển Singapore trong những phút vừa qua đang sử dụng nhiều những đường bóng dài. Họ chưa có những miếng tấn công nào thực sự ấn tượng. Phối hợp không thành công giữa Anumathan và các đồng đội. Anumathan trong đội hình của đội tuyển Singapore đang đảm nhận vị trí hậu vệ cánh trái. Ngày hôm nay, cầu thủ Singapore đang thi đấu với một tiền đạo duy nhất. Đó là người em út trong ba anh em gia đình nhà Fandi, Inhan Fandi. Năm nay mới 19 tuổi và đang thi đấu ở trong nước cho câu lạc bộ Amirex Niigata. Ihan Fandi cũng đang là cầu thủ trẻ tuổi nhất trên sân lúc này. Nhìn vào danh sách của cả hai đội, chúng ta có thể thấy rằng cả hai đội trong trận này đều đang sử dụng những cầu thủ cao tuổi và những cầu thủ trẻ kết hợp với nhau. Người cao tuổi nhất trên sân đang là thủ thành Hassan Sunny của đội tuyển Singapore. Anh năm nay 38 tuổi. Còn bên phía đội tuyển Việt Nam thì Văn Quyết là người cao tuổi nhất. Văn Quyết sinh năm 1991 và năm nay anh 31 tuổi. Phút thứ 10, hiệp 1 của trận giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore. Thế trận và chất lượng chuyên môn của trận đấu đến thời điểm này là mức trung bình. Hai đội đang chơi thăm dò nhau. Phan Tuấn Tài chuyển không tới được vị trí của Văn Quyết.
sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển Singapore. Pha phản đối của Tuấn Tài với Hafiz Noor. Hafiz Noor là người đã tham gia buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa hai đội và đã đưa ra những lời nhận xét rất có cánh về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải dành những sự nhắc nhở đối với Tuấn Tài. Ông ra hiệu cho cầu thủ trẻ này cần phải chậm lại và bình tĩnh hơn. Đây là lần đầu tiên Tuấn Tài được khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế mà Tuấn Tài vừa rồi đã có những tình huống chơi khá nhiệt và đã phạm lỗi với đối thủ. Sức ép mà đội tuyển Singapore tạo ra là không lớn. Chính vì thế chúng ta cần phải bình tĩnh và kiểm soát bóng, áp đặt tấn công. Tuấn Tài, Tuấn Hải. Cầu thủ đã bị thổi phạt, đó là Sahiran. Tuấn Tài. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Vẫn còn. Đường chuyền của Nhâm Mạnh Dũng cho Hồ Tuấn Tài. Mạnh Dũng, Tuấn Anh. Cầu thủ Singapore đang lùi về rất sâu. Đường chuyền của Châu Ngọc Quang cho Hồ Tuấn Tài. Ngọc Quang, Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ giữ vai trò là người điều tiết nhịp độ của trận đấu. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Chúng ta vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Văn Quyết vẫn còn, bóng vẫn trong chân cao thủ áo đỏ. Đánh đầu. Đường chuyền rất tốt từ bên phía cánh trái của Phan Tuấn Tài. Chỉ tiếc là Nhâm Mạnh Dũng đã không thể chạm được chân vào bóng ở trong khu vực 5m50. Một pha phối hợp giữa những người đồng đội của nhau ở cấp độ câu lạc bộ. Nếu như vừa rồi Nhâm Mạnh Dũng sử dụng đầu để dứt điểm thì có lẽ là tình huống sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Đây là pha bóng mà hậu vệ cánh trái của đội tuyển Singapore đã có một tình huống chơi khá tiểu xảo. Một tình huống kéo tay nhẹ thôi, nhưng Anumathan đã khiến cho Nhâm Mạnh Dũng không thể phát huy sở trường bóng bổng của mình. Một chút nữa thì kịch bản về sự phối hợp với đường chuyền từ bên phía cánh trái của Phan Tuấn Tài và một tình huống xâm nhập vòng cấm và đánh đầu để ghi bàn giữa Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng lại được tái hiện. Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động hơn trong những tình huống tổ chức tấn công. Văn Quyết, Tuấn Hải. Rồi. Được chuyền ngang rất nguy hiểm của Phạm Tuấn Hải, nhưng không có cầu thủ áo đỏ nào có thể băng vào để thực hiện cú sút ở trong khu vực 16m50. Rất khẩn trương đường chuyền của Nhâm Mạnh Dũng. Bóng không tới được vị trí của Văn Quyết. Vừa rồi là đường chuyền vào của Hồ Tấn Tài. Chúng ta đang thấy Văn Quyết hoạt động rất rộng ở cả hai bên cánh. Đội tuyển Việt Nam đang khá thành công trong việc gây áp lực bằng việc đang chơi pressing tầm cao. Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Văn Quyết. Ngày hôm nay Văn Quyết sẽ rất cần phải chứng tỏ bản lĩnh của đàn anh khi thi đấu cùng với những cầu thủ trẻ. Mùa giải năm nay cũng là một mùa giải mà Văn Quyết thể hiện phong độ rất ấn tượng tại V-League. Và hy vọng rằng Văn Quyết sẽ tiếp tục mang phong độ ấn tượng đó
lên màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là các tuyển thủ của chúng ta ngày hôm nay đã không có mặt trong danh sách đăng ký. Một quả đá phạt với góc sút rất rộng nhưng cự ly là khá xa về phía khung thành của thủ môn Sunny. Nguy hiểm. Văn Quyết thực hiện tình huống treo bóng bổng khá tốt. Đã có những thông tin là một số tuyển thủ của chúng ta bị nhiễm Covid, nhưng vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng các tuyển thủ, những cầu thủ rất quan trọng của chúng ta lúc này vẫn đang ngồi trên sân để theo dõi trận đấu. Như vậy là họ vẫn hoàn toàn có thể khỏe mạnh và thi đấu trận đấu tiếp theo. Chỉ có Xuân Trường và Văn Thanh là không có mặt trên sân lúc này. Cầu thủ vừa có được tình huống đánh đầu vừa rồi không phải là Bùi Hoàng Việt Anh mà là đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Văn Quyết không sút thẳng, anh quyết định thực hiện một tình huống treo bóng bổng với điểm rời rất vừa tầm cho các đồng đội băng vào. Nhưng cú đánh đầu của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, bóng đã đi chạy khung thành. Những phút vừa qua thì Văn Quyết, cầu thủ áo số 10 của đội tuyển Việt Nam thi đấu với đúng sở trường của mình, hoạt động với phạm vi không gian rất rộng và khi cần thiết luôn xuất hiện ở bên phần sân nhà để vừa tham gia hỗ trợ phòng ngự đánh chặn từ xa và khi có bóng ngay lập tức triển khai những phương án tấn công. Ngày hôm nay sẽ là một sự kết hợp rất thú vị giữa Văn Quyết, Tuấn Anh và Nhâm Mạnh Dũng. Ba cầu thủ ở ba câu lạc bộ khác nhau và họ đều chơi xuất sắc trong màu áo của câu lạc bộ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem họ kết hợp với nhau trên màu áo của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những phu nhân của các cầu thủ đang có mặt trên sân, trong đó có vợ của Văn Quyết và vợ của Đỗ Duy Mạnh. Một đường chuyền dài vượt tuyến. Ý đồ vừa rồi là rất ổn. Người thoát xuống vừa rồi là Tuấn Hải. Tốc độ không phải là điểm mạnh của Tuấn Hải, nhưng những tình huống thoát xuống như vừa rồi chắc chắn sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Cú bóng của Tuấn Tài. Sức ép mà đội tuyển Singapore tạo ra là chưa lớn. Singapore chắc chắn cũng không muốn đưa ra hết những quân bài mạnh nhất của mình. Họ có lẽ muốn ưu tiên cho việc thử nghiệm nhiều hơn. Đó là điều dễ hiểu. Theo có lẽ sẽ là quả phạt góc dành cho đội tuyển Singapore. Chúng ta sẽ không thể chủ quan trước những tình huống bóng bổng của cầu thủ áo xanh. Đội hình của cầu thủ Singapore có khá nhiều những cầu thủ cao trên 1m8. Trụ phòng cắm của đội bóng này, Inha Fandi, có chiều cao 1m82 và là người có chiều cao khiêm tốn nhất trong số 3 anh em nhà Fandi. Sahiran. Cú đánh đầu phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Nguy hiểm. Cú sút bóng tìm tới góc cao nhưng đã không gây ra bất ngờ với thủ môn Đặng Văn Lâm. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết bị phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với Văn Quyết đó là Adam Swadi. Chúng ta cùng xem lại tình huống phạm lỗi của Adam Swadi, tiền vệ mang áo số 13.
của đội tuyển Singapore với Nguyễn Văn Quyết. Một tình huống cài người rất khôn ngoan, quen thuộc của cầu thủ áo số 10 này. Cười! Rất tiếc. Lại là một tình huống phối hợp đá phạt bài bản nữa của Văn Quyết. Như Bùi Hoàng Việt Anh đã không thể chạm được chân vào bóng. Và phối hợp giữa hai người đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn là rất hiểu nhau, và vừa rồi là một pha phối hợp ăn ý giữa họ. Không hề có lỗi việt vị của Bùi Hoàng Việt Anh. Vừa rồi nếu như Bùi Hoàng Việt Anh xuất phát tốt thì hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống đệm bóng cận thành để có thể mang về bàn mở tỷ số. Chúng ta đang sở hữu hai trung vệ có khả năng chơi đầu rất tốt, đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dũng. Vừa rồi thì đã có va chạm giữa trung vệ Trần Đình Trọng và cầu thủ tấn công Taufik Supagno của Singapore, và lỗi đã thuộc về trung vệ mặc áo số 21 của chúng ta. Gần một nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam vẫn đang là những người kiểm soát bóng rất tốt, triển khai nhiều phương án tấn công, nhiều pha phối hợp nguy hiểm, những bàn thắng thì vẫn chưa tới. Đây sẽ là cơ hội chơi bóng bổng của cao thủ Singapore. Đã không có được tình huống phối hợp ăn ý của bộ đôi thi đấu hàng phòng ngự của đội tuyển Singapore. Người treo bóng là Anumathan, và người đã thoát xuống bên phía hành lang cánh trái là đội trưởng Haris Harun. Đây là trận đấu thứ 114 của Haris Harun. Anh cũng là người có số lần ra sân nhiều nhất bên phía đội tuyển Singapore, một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm. Tuấn Hải đã lấy được bóng. Chuyển hướng tấn công không thành công của Hafiznor. Đình Trọng, Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài. Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Anh Dũng. Hậu vệ Hồ Tuấn Tài đang lên rất cao, là một hậu vệ nhưng khả năng ghi bàn và chấp thời cơ của Hồ Tấn Tài là rất tốt. Anh không chỉ thể hiện điều đó trong áo đội tuyển quốc gia mà cả ở đấu trường V-League nữa. Hiện tại thì Hồ Tấn Tài đã có được 4 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Naigot V-League năm nay. Anumathan, Tuấn Anh, ngay cả một cầu thủ đang thi đấu vị trí tiền vệ đánh chặn như Tuấn Anh cũng đã dâng lên rất cao, đủ để cho chúng ta thấy là chỉ đạo bên ngoài đường biên của huấn luyện viên Park Hang-seo đó là phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1. Đình Trọng, chúng ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ kiểm soát trận đấu. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi bóng ngắn và giữ cự ly đội hình khá hợp lý. Cầu thủ cũng liên tục di chuyển đảo vị trí cho nhau. Đây là cách chơi rất phù hợp mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng cho đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua. Văn Quyết, và xử lý chắc chắn của Bùi Tiến Dũng. Đội bạn đã có một pha bóng nguy hiểm. Đó là pha vào bóng của Supagno. Ừ.
đây là lần đầu tiên hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Singapore đối đầu với nhau trong vòng 6 năm trở lại đây. Lần gần đây nhất khi đối đầu với nhau tại Cúp Tư Hùng diễn ra ở Myanmar thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng 3-0. Văn Quyết là một trong ba cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đó, bên cạnh những pha lập công của Lê Công Vinh và Đinh Thanh Trung. Sahiran rất nguy hiểm. Chúng ta thấy được khả năng thực hiện những quả đá phạt của Sahiran là nguy hiểm như thế nào. Và vừa rồi là một cơ hội rõ rệt đầu tiên kể từ đầu trận dành cho đội tuyển Singapore. Và người băng vào dứt điểm bằng đầu không ai khác, đó chính là trung phong cắm Inhan Fandi. Đó là một quả tạt rất khó chịu. Và đây có lẽ sẽ là miếng đánh mà Singapore sẽ thường xuyên sử dụng, không chỉ ở trận đấu này. Inhan Fandi, tiền đạo đang thi đấu trên sân bên phía đội tuyển Singapore, là người em út trong ba anh em nhà Fandi. Người nhiều tuổi nhất, người anh cả là trung vệ Irfan Fandi, 25 tuổi. Và người anh thứ hai là Isan Fandi, 23 tuổi. Cả hai cầu thủ này đều đang thi đấu ở Thái Lan cho câu lạc bộ Pathum United ở giải Thái League. Và ngày hôm nay đều đang được huấn luyện viên Takayuki cất giữ trên băng ghế dự bị. Và rất có thể ở hiệp 2 sẽ được tung vào sân. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya đã có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Mito Hollyhock, câu lạc bộ mà trước đây Công Phượng của chúng ta đã từng thi đấu. Tuấn Hải, người đã lùi về để tranh cướp bóng với Tuấn Hải trong pha bóng vừa rồi, đó là tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Singapore, Joshua Pereira. Sẽ có quả đá phạt cho đội tuyển Singapore. Vừa rồi là tình huống mà Châu Ngọc Quang đã phải chơi phòng ngự từ xa. Không phải, đó là Tấn Tài. Tấn Tài đã phải thực hiện một tình huống phạm lỗi từ xa để ngăn chặn tình huống phản công của đội tuyển Singapore. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được dành cho Hồ Tuấn Tài. Supagno. Ban huấn luyện vừa rồi đã có những chỉ đạo với các cầu thủ cần phải đẩy cao đội hình để pressing nhiều hơn. Ngoài sân chúng ta thấy là ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp chỉ đạo cho các cầu thủ trên sân là đẩy cao đội hình lên để vây giáp ngay bên phần sân của đội tuyển Singapore. Và cản chặn thành công của Hồ Tấn Tài. Vẫn là Hồ Tấn Tài, rất quyết liệt. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy Pereira phát huy được giá trị của mình ở vai trò tiền vệ đánh chặn. Và chính Joshua Pereira là người đã bị thổi phạt. Một tình huống vào bóng nguy hiểm bằng cầm giày.
và trọng tài người Philippines ông Clifford đã hoàn toàn chính xác khi thổi phạt với Joshua Pereira. Hiệp một của trận đấu đã bước sang phút thứ 30 và hai đội vẫn đang hòa nhau không đều. Một tỷ số đương nhiên đang để lại những sự tiếc nuối nhiều hơn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta với những cơ hội nguy hiểm được dành cho các cầu thủ như là trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng và cả một cơ hội dành cho Bùi Hoàng Việt Anh nữa. Chúng ta đã có 3 cơ hội rất đáng chú ý kể từ đầu trận. Quả đá phạt của Châu Ngọc Quang. Tuấn Anh. Văn Quyết. Khá hay. Đáng tiếc là Tấn Tài vừa rồi đã biệt vị. Kể từ đầu trận chúng ta thấy Văn Quyết đã thể hiện rất rõ vai trò của mình ở trên sân, đó là vai trò của một nhạc trưởng với những pha kiến tạo. Đây là tình huống bấm bóng của Văn Quyết dành cho Hồ Tấn Tài, nhưng hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam đã ở trong tư thế việt vị. Trước đó thì Văn Quyết có hai tình huống đá phạt và đều là những tình huống thực hiện những pha chuyền bóng cho đồng đội. Ở cơ hội đầu tiên là cú đánh đầu đi chạy khung thành của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, và sau đó là một tình huống xâm nhập khu vực 5m50 nhưng không thể chạm chân vào bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Supano. Tấn Tài. Đội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là Nhâm Mạnh Dũng. Có lẽ trọng tài đã chính xác. Hậu vệ của đội tuyển Singapore là Anumathan đã buộc phải ôm và kéo người với Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là Văn Quyết thực hiện quả đá phạt tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi vào cái duyên bóng bổng của Nhâm Mạnh Dũng trong những cơ hội như thế này. Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã lên tham gia công chiến trong tình huống này. Bóng đã tìm tới vị trí của Tấn Tài. Tình huống chơi bóng bổng tốt nữa của Văn Quyết, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu tước bóng của Hồ Tấn Tài đã không thành công. Vẫn còn hơn 10 phút nữa, thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 mới khép lại. Chúng ta vẫn đang là những người làm chủ thế trận, nhưng việc cụ thể hóa những cơ hội, đặc biệt là gia tăng những tình huống phối hợp để xâm nhập vòng cấm của đối phương thì đang còn bị hạn chế. Tuấn Anh bị phạm lỗi. Điểm tích cực trong những phút vừa qua đó là chúng ta thấy được lần đầu tiên lên tuyển của những cầu thủ như Tuấn Tài hay Nhâm Mạnh Dũng đang mang đến những tín hiệu tích cực khi hai cầu thủ này đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với đội tuyển. Tiến Dũng. Nhâm Mạnh Dũng. Bùi Hoàng Việt Anh. Chúng ta cần phải kiểm soát bóng thật nhiều và kéo giãn đội hình hàng phòng ngự của Singapore. Văn Quyết. Tình huống không nhiều ý giữa Văn Quyết và Tuấn Hải.
Sanizan. Đây là Haris Harun. Anumathan. Hàng hậu vệ của đội tuyển Singapore đang có sự góp mặt của ba cầu thủ rất cao to, đó là đội trưởng Haris Harun, Sanizan và Anumathan. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Tuấn Hải. Tuấn Tài. Đánh đầu. Cơ vào. Và đó là quả tạt của Tuấn Tài cho Nhâm Mạnh Dũng. Một phương án tấn công mà chúng tôi cũng đã dự báo từ trước. Đây sẽ là một miếng đánh mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng nhiều. Rất hiểu ý nhau. Thế một lần nữa chúng ta lại thấy được cầu thủ trẻ mang áo số 16 của đội tuyển Việt Nam Phan Tuấn Tài tỏ ra lợi hại như thế nào với những đường chuyền từ bên phía cánh trái vào trong khu vực 16m50. Nhưng Mạnh Dũng đã có một tình huống bật cao và không hoàn toàn không phạm lỗi, nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của anh bóng lại đi chệch khung thành. Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng là những người đồng đội với nhau ở cả câu lạc bộ Viettel, đội tuyển U23 Việt Nam và bây giờ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Rất nguy hiểm. Đó là Văn Quyết. Thật tuyệt vời. Một sự trở lại không thể còn cao hơn dành cho Văn Quyết. Đây thực sự là một phần thưởng xứng đáng dành cho Văn Quyết. Vâng, và đương nhiên một trong những người hạnh phúc nhất đó chính là bà xã của Văn Quyết đang trực tiếp có mặt tại sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì vợ Văn Quyết cùng với em gái của mình và là vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho những người chồng của mình. Và vừa rồi chúng ta thấy ngay ở cơ hội dứt điểm đầu tiên trong trận đấu, Văn Quyết đã thành công một cú sút quyết đoán ở ngoài khu vực 16m50. Bóng đi căng chìm và hoàn toàn khiến cho thủ môn Hasasani phải bó tay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Quá tuyệt vời. Một pha dứt điểm rất bình tĩnh và lạnh lùng của Văn Quyết. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ không biết mệt mỏi của Văn Quyết. Đã có những thời điểm tưởng như là anh không còn cơ hội được gọi lên đội tuyển quốc gia nữa, nhưng Văn Quyết vẫn không bỏ cuộc. Và ngày hôm nay, toàn bàn thắng này là một phần thưởng xứng đáng. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra câu trả lời vì rất nhiều người đặt dấu hỏi tại sao ông lại gọi Văn Quyết trở lại trong đợt tập trung lần này. Và bàn thắng vừa rồi của Văn Quyết là câu trả lời cho những thắc mắc. Văn Quyết lại lùi về rất sâu. Bùi Hoàng Việt Anh. Hồ Tuấn Tài. Rồi. Người đã phá bóng đó trung vệ Ryan Sanizan. Anh đã xuất hiện ngay phía trước mặt của tiền đạo Phạm Tuấn Hải và phá bóng ra. Thắng mở tỷ số của Văn Quyết không chỉ có giá trị về mặt tỷ số mà còn giúp cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam trở nên thoải mái hơn và cách để chúng ta phối hợp triển khai tấn công cũng sẽ trở nên thanh thoát hơn. Dù là trận đấu giao hữu nhưng không đội nào muốn phải nhận thất bại, và chúng ta sẽ cùng xem trong thế trận đang bị dẫn bàn trong hiệp 2, huấn luyện viên người Nhật Bản ông Takayuki sẽ có những sự điều chỉnh như thế nào về mặt nhân sự và về mặt chiến thuật để giúp cho đội bóng áo xanh có thể cải thiện thế trận. Công bằng mà nói thì tỷ số thuộc về đội tuyển Việt Nam 1-0 vào lúc này là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta đang thấy những gương mặt như là Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh và những cầu thủ khác đã không được đăng ký trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Tổng cộng có tới 9 cầu thủ trong số 30 cầu thủ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh không có tên trong danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Anumathan. Pha lấy bóng hợp lệ của Tuấn Anh. Nhâm Mạnh Dũng. Rất bình tĩnh. Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam đang chơi khá thong dong.
chúng ta chưa cần phải tung ra hết sức mạnh của mình. Nhưng lúc này cũng đã có bàn thắng dẫn trước. Vừa rồi là một tình huống thoát xuống bên phía cánh trái và nỗ lực truyền vào trong vòng cấm nhưng không thành công của Văn Quyết. Văn Quyết đang hoạt động rất rộng trên sân và anh đang là cầu thủ có phạm vi hoạt động rộng nhất. Văn Quyết. Hầu hết những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam đều qua sân cầu thủ mang áo số 10. Không có lối của đội tuyển Singapore. Văn Quyết qua người rất hay. Nhưng anh đã không thể vượt qua được cầu thủ thứ hai của đối phương. Đây là Inan Fandi. Rất nguy hiểm. Sẽ có thẻ phạt dành cho Đình Trọng. Tình huống phạm lỗi cần thiết của Đình Trọng khi mà anh đã bị thất thế. Nếu không phạm lỗi thì Inan Fandi sẽ có cơ hội tăng tốc để đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Đôi khi phải biết chấp nhận nhận thẻ trong những tình huống như vừa rồi. Sau thời gian dài bị chấn thương thì Đình Trọng khi trở lại lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được thể lực cũng như khả năng tranh chấp như trước đây. Và chúng ta thấy rằng trong những tình huống như vừa rồi, Đình Trọng đã buộc phải phạm lỗi để phòng ngự từ xa. Đình Trọng là một trong những trung vệ mà đã từng phải ám ảnh với những chấn thương. Và thường thì sau khi gặp phải nhiều chấn thương như vậy thì các cầu thủ sẽ khó mà tìm lại được phong độ và khả năng giống như trước đây. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất ưa thích những trung vệ có khả năng chơi bóng thông minh như Đình Trọng. Một tình huống phán đoán và băng già bắt dính bóng rất tốt của Đặng Văn Lâm. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho gọi 3 thủ môn. Ngoài Đặng Văn Lâm đang đầu quân cho câu lạc bộ Top Bay Lê Bình Định, còn có Trần Nguyên Mạnh thi đấu cho Viettel và Nguyễn Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng. Những cái tên thường được gọi gần đây ở vị trí thủ môn như là Bùi Tấn Trường hay là thủ môn Văn Hoàng là những người không được chiêu tập trong đợt tập trung lần này. Việt Anh, Hồ Tấn Tài. Tình huống thoát xuống của Tấn Tài. Sau nỗ lực phá bóng vừa rồi thì cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Singapore có lẽ đã bị căng cơ. Đó là trung vệ Ryan Sanizan. Rất có thể là trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình để mang đến những thử nghiệm mới. Chúng ta vừa được xem lại một đường truyền bóng về phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương rất tốt của Hồ Tấn Tài. Và trong nỗ lực phá bóng của mình, trung vệ Ren Sanizan đã bị chấn thương. Các khán giả trực tiếp đến với sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh hay những khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu giao hữu này giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore được tường thuật trên các kênh VTV5 và VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể nói đến thời điểm này đang được theo dõi một trận đấu hay và khá ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. 1-0 là một tỷ số còn rất khiêm tốn so với những cơ hội mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra trong hiệp 1. Rất có thể là sau nỗ lực phá bóng vừa rồi thì Ryan Sanizan sẽ không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Anh đang gặp vấn đề ở đầu gối và rất có thể là dây chằng. Tuấn Anh. Tỷ số 1-0 cho đến thời điểm này cũng đang phản ánh khá đúng cục diện của trận đấu. Khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang hoàn toàn chơi ép sân và là những người làm chủ cuộc chơi. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 và đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Singapore 1-0 với pha lập công rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Nguyễn Văn Quyết.
quả đá phạt của Châu Ngọc Quang. Như vậy hiệp một trận đấu sẽ được bù giờ thêm 2 phút nữa. Một cơ hội bóng bổng dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nguy hiểm! Vượt qua! Như vậy là đã không thể có được bàn thắng thứ hai. Người nhận bóng cuối cùng đã ở trong tư thế việt vị, đó là Phạm Tuấn Hải. Chút nữa thôi chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng thứ hai đến với đội tuyển Việt Nam. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi điều đó tới ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Cơ hội của cầu thủ Singapore không đủ nguy hiểm. Rõ ràng là sức ép mà cầu thủ Singapore tạo ra là chưa lớn và chưa đủ để gây khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Tình huống nguy hiểm duy nhất trong hiệp 1 mà các cầu thủ Singapore tạo ra đó là tình huống đánh đầu bóng đi rất thiếu chính xác của tiền đạo Inhan Fandi. Đường chuyền của Văn Quyết, Nhâm Mạnh Dũng. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Tuấn Anh rất nhanh. Đường chuyền của Châu Ngọc Quang. Rồi. Đã có va chạm giữa Châu Ngọc Quang và thủ thành Hassan Sani. Vừa rồi là một tình huống mà chúng ta thấy rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công trung lộ. Rõ ràng là chúng ta đang có khá nhiều những miếng đánh khác nhau. Dù những tình huống tấn công vẫn chưa thực sự là mượt mà và quá chuẩn xác, tuy nhiên về tổng thể thì chúng ta đang thấy đội tuyển của chúng ta đang trình diễn một cách chơi rất ấn tượng. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Như vậy là đầu hiệp 2, hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được vào sân, gồm có số 7 Nguyễn Thanh Nhân và số 15 Phạm Đình Huy, và hai cầu thủ rời sân đó là số 11 Nguyễn Tuấn Anh và số 14 Phạm Tuấn Hải. Như vậy là chúng ta có tới 3 sự thay đổi người liên tiếp. Lương Duy Cương là người vào sân để thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Thanh Nhân vào thay thế cho Phan Tuấn Tài, và Đinh Duy là người thay thế cho Tuấn Hải. Tình huống khống chế bóng không tốt, rất đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài trong hiệp 1 đã có 2 cơ hội để dứt điểm. Một tình huống dứt điểm bằng chân và một tình huống đánh đầu sau quả đá phạt của Văn Quyết. Văn Quyết rất thoáng. Thanh Nhân. Sau khi vào sân thì Thanh Nhân sẽ đá chám ở vị trí để lại của Phan Tuấn Tài. Lại là Thanh Nhân. Châu Ngọc Quang. Tiến Dung. Đình Trọng. Trong hiệp 1 thì trọng tài chính điều khiển trận đấu, trọng tài người Philippines, ông Clifford đã rút ra 2 thẻ vàng dành cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đó là những thẻ vàng dành cho Hồ Tấn Tài và Trần Đình Trọng. Đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh. Hồ Tấn Tài. Không được. Pha chuyền bóng khó hiểu của Hồ Tấn Tài. Bóng đi vào giữa vị trí của Đình Huy và Nhâm Mạnh Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 3 sự thay đổi người ở 3 tuyến. Duy Cương lúc này đã thay vị trí của Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thanh Nhân đã thay vị trí của Tuấn Tài ở vị trí hậu vệ biên. Và Đình Duy đã thay Tuấn Hải ở vị trí tiền đạo.
ba cầu thủ vào sân đều là những cầu thủ lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là những khoảng thời gian vô cùng hữu ích và cần thiết đối với những cầu thủ trẻ này. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang tạo điều kiện tối đa dành cho những cầu thủ trẻ. Họ chính là những nhân tố mới của bóng đá Việt Nam. Và đội tuyển của chúng ta lúc này đang rất cần những luồng sinh khí mới. 6 cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở lần tập trung lần này thì có tới 5 cầu thủ đang được trao cơ hội để thi đấu trên sân. Đó là Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Nhân, Lương Duy Cường và Phạm Đình Duy. Còn một cầu thủ nữa rất có thể sẽ được vào sân ở phần còn lại của hiệp 2. Đó là đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam, Khuất Văn Khang. Cầu thủ cũng đã được đôn lên đá ở đội hình 1 của câu lạc bộ Viettel tại V-League năm nay nhưng chưa được ra sân trận nào. Đường truyền của Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Tấn Tài, nguy hiểm. Đó đều là những tình huống nhấc chân của các cầu thủ áo đỏ nhưng cuối cùng thì bóng không tới được vị trí của Thanh Nhân. Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, vẫn là Tấn Tài. Phút thứ năm của hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một cú sút ở góc không rộng và rất quyết đoán của Nguyễn Thanh Nhân. Thanh Nhân đã có một màn ra mắt có thể nói là hết sức ngọt ngào trong áo của đội tuyển quốc gia. Tình huống chạm bóng gần như là đầu tiên của tiền vệ này và anh đã có một cú ra chân đầy quyết đoán. Những cầu thủ trẻ, những nhân tố mới và sự trở lại của một cầu thủ kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm như Văn Quyết ngày hôm nay đã đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai. Một tình huống đâm bóng ra của thủ thành Hasasani đúng với đà băng vào của Thanh Nhân. Anh tung một cú sút rất căng, bóng đi treo góc cực kỳ hiểm hóc, quá tuyệt vời. Cú sút của Thanh Nhân đã ngược với hướng di chuyển và sự phán đoán của thủ thành Hasasani. Một pha úp mù đầy quyết đoán của Thanh Nhân. Từ tình huống chạy đà cho đến cú ra chân vừa rồi của Thanh Nhân là rất hoàn hảo. Nói một cách ví von thì tình huống đấm bóng ra của thủ thành Hasasani chẳng khác gì là một pha kiến tạo để cho Thanh Nhân băng vào dứt điểm. Tấn công phải mất tới gần 40 phút chúng ta mới có được bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết. Nhưng ngay đầu hiệp 2, khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 5 thôi, chúng ta đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Và đó là một bàn thắng rất đẹp mắt của cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhân trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Thanh Nhân, Bùi Tiến Dũng, Đinh Trọng. Bàn thắng thứ hai đến từ khá sớm khiến cho chúng ta giờ đây lại còn kỳ vọng vào việc sẽ được chứng kiến nhiều hơn những bàn thắng sẽ tới trong những phút còn lại. Đó là đường chuyền từ bên phía cánh phải không thành công của Trương Ngọc Quang, một cầu thủ không có được vị trí đá chính tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và đã được cho câu lạc bộ Hải Phòng mượn. Và khi về đầu quân cho đội bóng Chu Sơn Lạch Tray thì cầu thủ này đã phát huy được hết giá trị của mình. Và chính việc được chuyển sang thi đấu và thể hiện mình trong áo của câu lạc bộ Hải Phòng, anh đã lọt vào con mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo và được trao gửi niềm tin. Bùi Hoàng Việt Anh, vẫn là cơ hội. Đó là cú sút xa của Phạm Đình Duy. Trước đó thì các cầu thủ của chúng ta đã quan sát phản ứng của trọng tài Clifford vì không biết là tiếng còi thổi phạt có vang lên hay không. Nhưng cuối cùng quyết định tấn công vẫn được đưa ra và cú sút từ ngoài vòng cấm của Phạm Đình Duy có lực khá tốt nhưng lại không gây ra bất ngờ với thủ thành Hasasani. Đường chuyền của Nazari, Bùi Hoàng Việt Anh bị phạm lỗi. Người đã bị thổi phạt là cầu thủ vào sân đầu hiệp 2 bên phía đội tuyển Singapore, Hazuan Halim.
Một sự điều chỉnh trên hàng tiền vệ của huấn luyện viên Takayuki. Một Nguyễn Tuấn Anh và số 14 Phạm Tuấn Hải. Đây có thể nói là một trận đấu rất nhàn nhã của thủ thành Đặng Văn Lâm. Nguyễn Tuấn Anh, một thế trận mà chúng ta đang hoàn toàn làm chủ như thế này thì rõ ràng là Đặng Văn Lâm không có nhiều cơ hội để trổ tài. Hai cầu thủ rời sân đó là số 11 Nguyễn Tuấn Anh và số 14. Như vậy là chúng ta có tới 3 sự thay đổi người liên tiếp. Đường Duy Cương là người vào sân để thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Thanh Nhân vào thay thế cho Phạm Tuấn Tài. Một đường bóng dài. Cầu thủ rời sân đó là số 11. Đội tuyển Singapore vẫn chưa có được những sự thay đổi trong hiệp đấu thứ hai. Phạm Tuấn Hải vẫn chưa tạo ra được nhiều sức ép. Haris Harun. Như vậy là chúng ta có tới 3 thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Để thay thế cho Đức Duy Cương là người vào sân để là người vào sân để thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Những sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến thời điểm này đều đang mang đến những kết quả rất tích cực. Là người vào sân để thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Trong hiệp 1, Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn thành tốt vai trò của mình ở vị trí của tiền vệ đánh chặn, nhưng thực sự là liều thuốc thử cho khả năng phòng ngự từ xa của Tuấn Anh ở trận đấu ngày hôm nay không phải là lớn, khi mà khả năng tấn công của cao thủ Singapore là khá hạn chế. Hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Lương Duy Cương và anh vào sân để đá chám lại vị trí tiền vệ phòng ngự của Tuấn Anh. Lương Duy Cương cũng là một tiền vệ trẻ rất giàu triển vọng, đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, và đây chắc chắn sẽ là một nhân tố rất tiềm năng cho đội tuyển quốc gia. Trọng tài xác định bóng không chạm tay của Lương Duy Cương. Trước đó thì cầu thủ của Singapore đã có tình huống vào bóng rất quyết liệt và có lẽ đã phạm lỗi với Văn Quyết, nhưng trọng tài đã không thổi phạt. Văn Quyết, số 10 của đội tuyển Việt Nam, vẫn đang hoạt động rất rộng ở trên sân. Châu Ngọc Quang rất hay. Cơ hội đó là pha phối hợp giữa Đình Duy và Nhâm Mạnh Dũng, và đây là pha qua người cực kỳ ấn tượng của Anumathan. Rất may là Bùi Hoàng Việt Anh đã kịp thời ngăn cản đường truyền của Anumathan cho Ilhafandi. Trung phong cắm áo số 19 là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Singapore trong hiệp 1, với một tình huống đánh đầu và một tình huống bứt tốc buộc cho trung vệ Trần Đình Trọng phải phạm lỗi và nhận thẻ. Thanh Nhân, Bùi Tiến Dũng, Đinh Trọng. Đội tuyển Việt Nam đang tạo ra sức ép rất tốt. Bộ ba trung vệ hầu như liên tiếp có những pha bóng lên ở khu vực vòng tròn giữa sân và thậm chí là còn chạm xem bên phần sân của đội tuyển Singapore. Châu Ngọc Quang bị phạm lỗi. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Đây mới chỉ là phút thứ 58 thôi, và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để
chờ đợi và hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục có thêm được những bàn thắng nữa vào lưới của đội tuyển Singapore. Việt Anh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Thanh Nhân. Cầu thủ Singapore hầu như không có bóng để chơi. Họ bị dẫn bàn nhưng không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công. Đó là tình huống qua người rất hay của Hafiz Noor, nhưng sau đó là đường chuyền vào không thành công. Đội tuyển Việt Nam đang triển khai lối chơi một cách khá thoải mái. Đường chuyền dài thì cho Văn Quyết. Văn Quyết không thực hiện một pha qua người. Đánh đầu. Vừa rồi thì Văn Quyết đã định thực hiện một tình huống cài người và tì đè trước khi thực hiện pha bứt tốc để đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng đã bị hậu vệ của đội tuyển Singapore cản phá. Văn Quyết, Hồ Tấn Tài, lại là Văn Quyết, Đình Duy, đường chuyền hỏng của Phạm Đình Duy. Lương Duy Cương đang khiến cho chúng ta nhớ đến Lương Xuân Trường. Lương Duy Cương, cầu thủ này cũng chơi ở vị trí của Lương Xuân Trường và cũng mang áo số 6. Chiếc áo số áo quen thuộc mà Lương Xuân Trường vẫn hay mặc. Ngoài sân lúc này chúng ta đang thấy Phan Văn Đức có lẽ sẽ chuẩn bị được vào sân. Vâng, ngoài Phan Văn Đức ra còn có Thanh Bình nữa. Sẽ là một sự điều chỉnh trên hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những phút sắp tới. Bên phía đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Takayumi cũng chuẩn bị có thêm những sự điều chỉnh. Hai cầu thủ mang áo số 15 và số 16 đó là Ho Wai-lun và Ryan Stewart được tung vào sân. Cầu thủ mang áo số 15 Ho Wai-lun là người vào sân để thay thế cho Nasrul Nazari. Còn cầu thủ mang áo số 16 Ryan Seward là người vào sân để thay thế cho tiền vệ phòng ngự Joshua Pereira. Như vậy là đến thời điểm này thì cả hai đội đều đã sử dụng 3 quyền thay đổi người và bây giờ sẽ là hai sự thay đổi người tiếp theo. Bên phía đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết đã có sự trở lại cực kỳ ngon ngào. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết. Văn Quyết rời sân nhường vị trí cho Phan Văn Đức. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số rất có ý nghĩa của Nguyễn Văn Quyết. Anh Bình là người vào sân để thay thế cho Đình Trọng. Đội tuyển Việt Nam đã sử dụng 5 trên tổng số 6 quyền thay đổi người tối đa trận đấu này. Với một thế trận như thế này thì huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tự tin để sử dụng những quyền thay đổi người. Trong hai sự thay đổi người vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đều dành cho những cầu thủ khá dày dạn kinh nghiệm là Phan Văn Đức và Thanh Bình.
triển khai tấn công khá mạch lạc của đội tuyển Việt Nam. Và đó lại là tình huống dâng cao của Thanh Nhân. Một pha lên bóng giữ đúng nhịp. Thanh Nhân băng lên rất vừa nhịp để thực hiện một cú dứt điểm. Vừa rồi là một pha phối hợp ăn ý giữa những cầu thủ trẻ Đình Duy và Thanh Nhân. Anumathan bị phạm lỗi. Đã có những sự thay đổi về chiến thuật của huấn luyện viên Takiuimi. Anumathan không còn thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái nữa, mà đang được đẩy lên cao hơn thi đấu ở vị trí tiền vệ. Những cơ hội đáng kể nhất của cao thủ Singapore trong trận này vẫn là những tình huống bóng bổng. Trọng tài xác định Bùi Hoàng Việt Anh đã bị phạm lỗi. Người phạm lỗi với anh là Haris Harun. Đây là phút thứ 20 của hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam đã sớm có được bàn thắng ngay ở phút thứ 5 của hiệp đấu này để vươn lên dẫn với tỷ số 2-0. Một tỷ số đủ để giúp cho Lin Park Hang-seo có thể thoải mái cho những toan tính về mặt nhân sự của mình ở trên sân. Đến thời điểm này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi 5 trong tổng số 6 quyền thay đổi người tối đa trận đấu này và thay đổi ở cả 3 tuyến. Vẫn còn một sự thay đổi người nữa và chúng ta vẫn đang kỳ vọng vào việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dành cho Khuất Văn Khang, một cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Không hiểu Khuất Văn Khang có cơ hội để được ra sân trong trận đấu này hay không. Lỗi việt vị của Nhâm Mạnh Dũng. Tiền đạo mang số 17 đã di chuyển quá sớm. Một tình huống khá nhạy cảm nhưng có lẽ là trợ lý của trọng tài Clifford đã chính xác. Nhưng Mạnh Dũng đã chủ động phá bẫy việt vị. Nhưng anh đã xuất phát sớm nửa nhịp. Bùi Hoàng Việt Anh. Không khó cho tình huống cài người vừa rồi của trung vệ mang áo số 5. Và người đã có tình huống đẩy sau phạm lỗi với anh. Đó là tiền vệ Adam Swanee. Thanh Bình. Thanh Bình vào sân và đá ở vị trí trung tâm trong số 3 trung vệ, đã chám lại vị trí của Trần Đình Trọng. Duy Cường. Bùi Tiến Dũng. Thanh Nhân. Bùi Hoàng Việt Anh. Anumathan. Đó là tình huống can thiệp rất đúng lúc của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Có thể là trong những phút cuối trận, tiền đạo Isafani sẽ được tung vào sân. Đây là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất trong số những cầu thủ của đội tuyển Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh lần này. Bóng vẫn trong cuộc. Ryan Stewart. Haris Harun. Thank you.
Đến thời điểm này khi mà trận đấu chuẩn bị bước sang phút thứ 70, đội tuyển Singapore vẫn chưa có được một mảng miếng phối hợp tấn công nào thực sự đẹp mắt, thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây là Adin, người vào sân để thay thế cho trung vệ bị chấn thương Sanizan. Halim, nguy hiểm, bóng đi chệch cột dọc. Lại là sự xuất hiện của Ihan Fandi. Vừa rồi có lẽ là cơ hội đáng chú ý nhất của đội tuyển Singapore trong trận đấu này, và đó lại là cơ hội của Fandi. Nhưng ở tình huống này thì tiền đạo mang áo số 19 của đội tuyển Singapore đã ở trong tư thế việt vị. Mặc dù vậy thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải đặc biệt cảnh giác với khả năng không chiến của Ihan Fandi. Thì phút sắp tới có thể là sự xuất hiện của người Anh Ihan Fandi nữa, cầu thủ đang thi đấu rất thăng hoa trong màu áo của câu lạc bộ Pathum United tại giải vô địch quốc gia Thái Lan Thai League. Nhâm Mạnh Dũng, Phan Văn Đức, cơ hội, anh đâu, và tỷ số là 3-0. Và ghi bàn của những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ tại V-League. Một lần nữa chúng ta lại thấy hậu vệ Hồ Tấn Tài có duyên ghi bàn như thế nào. Những công không nhỏ thuộc về tình huống quan sát và chuyền bóng của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đã chơi đồng đội, anh quan sát thấy Tấn Tài ở một vị trí thuận lợi và thực hiện được chuyền bóng bổng để cho Tấn Tài đánh đầu vào góc rất hiểm. Cú đánh đầu bóng đi không căng nhưng lại sát với cột dọc khung thành của Hassan Sani, và lần thứ ba lưới của đội tuyển Singapore bị rung lên ở trận đấu này. Phan Văn Đức đã chứng tỏ được giá trị của mình bằng quả tạt bóng vừa rồi. Một quả tạt có thể nói là tạo điều kiện vô cùng thuận lợi, một đường chuyền như đặt dành cho Tấn Tài. Rõ ràng là Phan Văn Đức vẫn là một cầu thủ rất quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù không cần nhiều tình huống chạm bóng trên sân, nhưng Phan Văn Đức vẫn rất biết cách để chứng tỏ giá trị của mình. Thì ở giải vô địch quốc gia năm nay, anh là một hậu vệ nhưng ghi tới 4 bàn, một con số mà nhiều tiền đạo khác còn đang phải mơ ước. Và giờ đây khi được khoác áo đội tuyển quốc gia thì anh lại tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình trong những pha dâng cao tấn công. Và người đã có sự trợ giúp rất lớn để cho anh lập công nâng tỷ số lên 3-0, đó chính là cầu thủ vừa vào sân thay người, Phan Văn Đức. Đội tuyển Singapore đã có sự thay đổi người thứ 5. Người vào sân để thay thế cho tiền đạo Ihan Fandi không phải là người Anh Ihan Fandi, mà là cầu thủ mang số 22 Glenn Que. Đến thời điểm này thì cả hai đội đều đã thay 5 cầu thủ, và trong những phút còn lại mỗi bên có thể tung một cầu thủ nữa vào sân. Chuyền hơi non, một đường chuyền hơi chủ quan của Hồ Tấn Tài. Rất may là Đặng Văn Lâm, người đồng đội của anh ở Top Palai Bình Định đã kịp thời băng ra. Đường chuyền về là khá hợp lý, nhưng khả năng kiểm soát lực trong đường chuyền vừa rồi của Hồ Tấn Tài là không tốt. Bóng đi hơi non và chút nữa đã mang tới cơ hội đối mặt thủ môn đối phương cho cầu thủ tấn công của đội tuyển Singapore. Lúc này trong danh sách dự bị của đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 2 thủ môn, một trung vệ là Đỗ Duy Mạnh và hai cầu thủ tấn công là Văn Toàn và Khuất Văn Khang. Với thế trận như thế này thì chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dành cơ hội cho những cầu thủ tấn công hơn là những cầu thủ phòng ngự, và đó có thể là Khuất Văn Khang hoặc Nguyễn Văn Toàn. Không biết là anh Tuấn Anh sẽ dự báo là cầu thủ nào sẽ được vào sân cuối cùng bên phía đội tuyển Việt Nam? Tôi đang rất chờ đợi vào Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang vào sân thì toàn bộ 6 cầu thủ lần đầu tiên
được khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ ra quân trong trận này, và Khuất Văn Khang hoàn toàn có thể thay thế vị trí của như vậy là đến thời điểm này thì cả hai đội đều đã sử dụng 3 quyền thay đổi người, và bây giờ sẽ là 2 sự thay đổi người tiếp đúng theo. Như vậy với một thế trận như thế này thì đội tuyển Việt Nam nên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhiều hơn. Bây giờ sẽ là và bây giờ mục đích của huấn luyện viên Park Hang-seo để ra người tiếp theo giờ hưu này bên là phía đội tuyển Việt Nam vừa giành ngôi vô địch, vừa tìm ra những nhân tố mới. Đã có sự trở lại tại Duy Cường, đây là Bùi Tiến Dũng, Thanh Nhân, Phạm Văn Đức, không được, Phạm Văn Đức định đi bóng qua giữa hai chân hậu vệ đối phương nhưng đã bị bắt bại. Đó là pha ngăn chặn của Ryan Seawood. Như vậy là sự chờ đợi chúng ta đang hướng tới đã tới sự thay đổi người cuối cùng trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Khuất Văn Khang là người vào sân nhưng người rời sân không phải là Châu Ngọc Quang mà là Nhâm Mạnh Dũng. Như vậy là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách của đội tuyển Việt Nam, Khuất Văn Khang, năm nay mới 19 tuổi. Khuất Văn Khang sẽ có lần đầu tiên được ra mắt khán giả trong áo đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là một màn ra mắt rất đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Khuất Văn Khang là đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam, vừa mới thi đấu vòng loại của giải U20 châu Á tại bảng F, bảng đấu diễn ra tại Indonesia. Ở giải đấu đó, Khuất Văn Khang đã thể hiện được vai trò đội trưởng của mình. Anh là người thi đấu ở vị trí tiền vệ công, đã thi đấu rất hay và có được 2 bàn thắng, và cùng với đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết vào năm sau, diễn ra tại Uzbekistan với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chúng ta có được 6 điểm với hiệu số bàn thắng thua là dương 7. Brian Stewart, việc huấn luyện viên Takayumi tung Brian Stewart vào sân với ý đồ rất rõ là tăng thêm chất thép trong khả năng phòng ngự của đội tuyển Singapore, nhưng điều đó đã không xảy ra. Phạm Văn Đức, lại là tình huống băng ra nữa của Ryan Seawood. Tiền vệ Adam Swanee, cầu thủ chơi rất năng nổ nhưng chỉ để lại những điểm nhấn ở trong trận đấu này với những pha phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình. Đúng như huấn luyện viên Tuấn Đức đã đề cập thì đây là một trận đấu khá nhạt nhã với thủ môn Đặng Văn Lâm và bộ ba trung vệ ban đầu là Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh, và giờ đây đang là Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Châu Ngọc Quang, đường truyền đá hơi vặn lưng với Đình Duy. Thanh Nhân, Duy Cường, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Đình Duy, rất hay, cơ hội, cơ vào, quá đáng tiếc cho Phạm Văn Đức, một tình huống ngả người vô lê với một cơ hội rất rõ ràng. Mặc dù vậy thì trọng tài vừa rồi có lẽ xác định là bóng đã ở bên ngoài sân. Tại Naigot V-League năm 2022, Phạm Văn Đức cũng đã có một tình huống ngả người để bắt vô lê ghi bàn rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ là trọng tài xác định nỗ lực đi bóng xuống đáy biên của Phạm Đình Duy, bóng đã ở bên ngoài sân. Dù sao đây cũng là một pha bóng mãn nhãn với những ai đang theo dõi trận đấu này và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống phối hợp rất bài bản. Phạm Văn Đức đang cho thấy anh đang ở thời điểm độ chín nhất trong sự nghiệp của mình. Và anh đang là trụ cột không chỉ ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và ngay cả ở đội tuyển quốc gia. Thanh Nhân vừa rồi đã ngã ở trong vòng cấm, nhưng có lẽ khi mà tỷ số là 3-0
thì trọng tài cũng không quá quyết liệt với quyết định thổi phạt của mình. Thành Nhân đã va chạm với Ryan Seawood và theo cảm nhận của cá nhân tôi thì có vẻ đã có lỗi của cầu thủ mang số 16 bên phía đội tuyển Singapore. Nhưng trọng tài người Philippines ông Clifford đã quyết định không thổi phạt. Việt Anh đã có một tình huống cao chân của Thanh Bình, một tình huống không ác ý của trung vệ mang áo số 3 bên phía đội tuyển Việt Nam nhưng đã khiến cho cầu thủ đối phương bị đau. Thanh Bình sau khi phá bóng đã chủ động thu chân. Cầu thủ bị đau bên phía đội tuyển Singapore đó là tiền vệ Hazwan Halim. Phút thứ 80 của trận đấu và lúc này đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Chúng ta đang thấy những thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến những thành công. Thành công cả về mặt tỷ số lẫn về mặt thế trận. Phối hợp rất nhịp nhàng. Những cầu thủ trẻ vào sân đã phần nào chứng minh được khả năng và sự hòa nhập của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là những cầu thủ lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển như Tuấn Tài, Thanh Nhân. Bấy đầu. Pha bật cao đánh đầu của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Đó là cơ hội đánh đầu thứ hai kể từ đầu trận của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Trận đấu đang dần trôi về những phút cuối và chưa có một dấu hiệu nào để cho thấy đội tuyển Singapore có thể có được bàn thắng vào lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thời gian còn lại là không nhiều, nhưng cơ hội để chúng ta được chứng kiến thêm bàn thắng là vẫn có. Thanh Bình. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam được nghỉ hơn 5 ngày trước khi bước vào trận đấu thứ hai và cũng là trận đấu cuối cùng của mình tại giải đấu giao hữu quốc tế này. Trận đấu diễn ra vào ngày 27 tháng 9 gặp đội tuyển Ấn Độ. Đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của giải đấu trong ngày diễn ra lễ bế mạc. Atli. Đã có va chạm nhưng trọng tài xác định không có lỗi đối với Trương Ngọc Quang. Và cuối cùng người bị thổi phạt là Khuất Văn Khang. Haris Harun, Adumathan, Ryan Seawood. Đội tuyển Singapore thậm chí là đang còn gặp khó khi đưa bóng sang bên phần sân của đội tuyển Việt Nam, chứ đừng nói tới việc tiếp cận với khu vực 16m50 trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Phạm Văn Đức, Thanh Nhân. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đình Duy. Tốc độ của Đình Duy. Thêm một tình huống nữa Đình Duy. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ tư. Khuất Văn Khang. Một sai lầm của hậu vệ đối phương đã giúp cho Khuất Văn Khang ghi bàn thắng rất dễ dàng với một pha chạm bóng ở trong khu vực 5m50. Tưởng như pha xuống bóng trước đó của Đình Duy đã không thể mang lại cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng sự chủ quan của hậu vệ đối phương đã tặng cho Khuất Văn Khang, đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam, người cùng với Quang Hải
là hai cầu thủ hội quân muộn nhất cùng với đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Sai lầm là của đội trưởng Haris Harun. Một bàn thắng có phần may mắn, tuy nhiên đó lại là một món quà dành cho Khuất Văn Khang trong lần đầu tiên cầu thủ này được ra mắt đội tuyển quốc gia. Thực sự thì chiến thắng trong một trận đấu giao hữu quốc tế về mặt tỷ số không phải là điều quá quan trọng, nhưng tín hiệu rất đáng mừng. Và điều quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam là những sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đợt tập trung lần này đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Cả Khuất Văn Khang hay là Thanh Nhân, những cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, đều đã ghi bàn sau khi cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết đã có được bàn thắng mở tỷ số ở trong hiệp 1. Có thể nói là đội tuyển Singapore đang là một đối thủ rất vừa miếng để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể dành cơ hội thử nghiệm đối với những cầu thủ trẻ. Một chiến thắng trong trận đấu đầu tiên mà những cầu thủ trẻ này lần đầu tiên được lên tuyển chắc chắn sẽ là một cú hích rất lớn về mặt tinh thần. Kể cả khi tỷ số đã là 3-0, chúng ta thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu với một tâm lý vô cùng thoải mái và thậm chí là còn không đặt mục tiêu là cần phải ghi thêm bàn thắng. Nhưng bàn thắng đã tới với chúng ta theo một kịch bản không ai nghĩ tới, với một tình huống xử lý chủ quan rất đáng trách của trung vệ đội trưởng Haris Harun của đội tuyển Singapore. Lại là Đình Duy. Cú phá bóng một. Hồ Tấn Tài. Châu Quốc Quang không dứt điểm ngay mà chuyền bóng cho Khuất Văn Khang. Thanh Nhân. Bóng vẫn trong sân. Quả tạt hơi mạnh của Thanh Nhân. Những trận đấu giao hữu quốc tế như thế này sẽ mang lại những cơ hội để được trải nghiệm thi đấu quốc tế và lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia rất quý giá cho những cầu thủ lần đầu tiên có được vinh dự này như Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhân, Phan Tuấn Tài, Phạm Đình Duy và Lương Duy Cương. Cả 6 cầu thủ này đều đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia ở trong trận đấu ngày hôm nay và 2 trong số 6 cầu thủ này đã lập công. Thủ môn Đặng Văn Lâm đang là người tốn ít mồ hôi nhất trên sân. Anh gần như không phải di chuyển nhiều. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 còn khoảng 2 phút nữa thôi. Đội tuyển Singapore vẫn đang phải căng mình ra để chống đỡ những đợt lên bóng của các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam. Nhân và Khuất Văn Khang đang hoạt động rất năng nổ ở hai bên cánh. Quả đá phạt góc của Phan Văn Đức khá nguy hiểm. Bóng lại tìm tới vị trí của Bùi Tiến Dũng. Phan Văn Đức có vẻ rất ưa thích chuyền bóng cho Bùi Tiến Dũng. Hai tình huống đá phạt góc liên tiếp, cầu thủ này đều chuyền bóng cho Bùi Tiến Dũng.
thi đấu chính thức cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam chơi khá thong dong và không cần sử dụng quá nhiều thể lực nhưng vẫn có được một chiến thắng khá đậm. Anumathan có lẽ là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Singapore ở trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà anh được thử nghiệm ở cả vị trí hậu vệ cánh trái và vị trí tiền vệ trung tâm. Một cầu thủ dày mình, có thể hình rất to cao. Lại là Anumathan. Anh đã để mất bóng. Phạm Văn Đức. Đình Duy. Lương Duy Cường. Đây là Bùi Tiến Dũng. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Chúng ta đã không còn có thêm động lực để ghi thêm bàn thắng nữa. Và có lẽ là đội tuyển Singapore cũng không quá quyết tâm, không có cơ hội để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Thế trận ngày hôm nay là thế trận một chiều nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và 4 bàn thắng là còn ít so với số cơ hội nguy hiểm mà cao thủ của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Đình Duy. Coi! Đó là cú dứt điểm ngay của Thanh Nhân. Thanh Nhân đang tỏ ra rất tự tin với những cú dứt điểm một chạm bằng chân trái của mình. Chính bằng một tình huống dứt điểm như vậy, anh đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Những pha phối hợp rất quen thuộc theo cùng một kịch bản. Đó là những tình huống đâm sâu xuống dưới đáy của Phạm Đình Duy, quan sát và chuyển bóng ngược trở lại cho đồng đội. Thanh Nhân là một tiền vệ cánh có lối chơi xông xáo và khả năng gây sức ép tấn công khá tốt. Cách chơi của cầu thủ này khá giống với Nguyễn Phong Hồng Duy. Thanh Nhân cũng là một tiền vệ rất giàu triển vọng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn chung trong trận đấu này, chúng ta đang thấy những tân binh của đội tuyển Việt Nam đã mang đến những tín hiệu rất tích cực. Brian Stewart. Chỉ còn hơn một phút nữa thôi, trận đấu sẽ khép lại. Chiến thắng đương nhiên chắc chắn thuộc về đội tuyển Việt Nam rồi. Đã không thể có cơ hội cho tình huống phối hợp tấn công vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội tuyển Singapore. Người chuyền bóng đó là Suhaimi và người băng vào là Glenn Khoe, người vào sân để thế chỗ cho Inham Fandi. Những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đang có một trận đấu ra quân hoàn hảo tại giải đấu giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh năm 2022. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Philippines ông Clifford đã vang lên. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0.